hãng xe Trung Quốc ZEEKR mới đây đã bổ sung thêm một sản phẩm mới vào trong dòng sản phẩm bán ra tại thị trường nội địa với tên gọi ZEEKR9. Chiếc minivan có tên gọi ZEEKR9 chính là sản phẩm mới nhất của thương hiệu này được đăng tải trên Weibo của công ty. Thoạt đầu nhìn thiết kế vuông vức và sắc sảo của chiếc xe khiến liên tưởng ngay tới mẫu Kia Carnivan. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chi tiết thiết kế trên mẫu xe này mang màu sắc tương đồng với Rolls-Royce ở bộ lưới tản nhiệt phía trước. Nếu để ý một cách chi tiết, sẽ thấy ZEEKR9 vẫn có nhiều nét tương đồng trong thiết kế với Carnivan, tuy nhiên ở trong một vóc dáng cơ bắp và khỏe khoắn hơn nhiều. Các trụ A, B, C và D được sơn đen bóng chung màu với nóc xe, tạo nên sự nổi bật và phong cách với tông màu đối nghịch ở thân xe. Bên trong khoang nội thất được hoàn thiện, với ghế bọc da cao cấp kèm theo hệ thống thông tin giải trí kỹ thuật số lớn, tạo góc nhìn trực quan cho người lái lẫn người ngồi trong. Tất cả các thông tin về trang bị tiện nghi của xe vẫn chưa được tiết lộ. Các thông tin chi tiết về xe còn tương đối ít, chỉ biết rằng nó sẽ có kích thước tổng thể, dài rộng cao lần lượt là 5209, 2024, 1856mm với chiều dài cơ sở 3205mm. Các con số này cho thấy ZEEKR9 có kích thước nhỉnh hơn, đôi chút khi so với mẫu Kia Carnivan. Một số thông tin cho rằng, ZEEKR9 sẽ sử dụng kiến trúc trải nghiệm bền vững của Geely và có phạm vi hoạt động khoảng 700km cho mỗi lần sạc. Mẫu xe này dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 26 tháng 8 tới đây, và các thông tin chi tiết sẽ được cập nhật.